Sau khi bạn xây xong ước mơ thì bạn muốn sống đúng cái ước mơ tài chính này thì bạn phải làm được đúng vị trí ở trong doanh nghiệp. Còn nếu mà bạn xây ước mơ lên mà bạn chỉ là thằng nhân viên mà bạn cứ ước mơ tài chính như thế này thì đấy là câu chuyện hão huyền. Vâng, bây giờ chúng ta thử làm thử xem nhé. Giả sử mình giữ vị trí nào thì sau bao năm chúng ta thực hiện được ước mơ. Đây, các bạn nhìn thế này nhá. Tôi điền cái cột đầu tiên là vị trí làm việc. Đấy, thì trong doanh nghiệp nó có những cái vị trí làm việc như sau: là chủ doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp, trưởng phòng, trưởng nhóm và nhân viên. Đấy, và vì tôi làm chủ tịch một cái tập đoàn cho nên là tôi chia ra theo cái form này. Trong công ty nó có những cái vị trí như thế này. Và tạm thời tôi gọi đây là mức lương bình quân. Đây là mức lương bình quân trên tháng của từng vị trí. Và theo chúng tôi khảo sát thì phần lớn những người làm chủ doanh nghiệp, và họ có, tất nhiên là chủ doanh nghiệp mà họ có đầy đủ khung năng lực giỏi nhá, tức là họ có khả năng làm, đúng nghĩa là họ làm chủ doanh nghiệp được đấy. Họ có rất nhiều khung năng lực. Còn khung năng lực là cái gì thì bài sau chúng ta sẽ học. Đấy, ví dụ làm chủ doanh nghiệp thì thường họ được khoảng 300 triệu một tháng. Họ bỏ ra được khoảng 300 triệu. Tất nhiên chủ doanh nghiệp như anh Vượng thì anh sẽ bỏ ra được 300 tỷ một năm, tức là khoảng 30 tỷ một tháng. Còn chủ doanh nghiệp mà có những chủ doanh nghiệp ngu thì còn thậm chí còn móc tiền nhà bỏ ra 300 triệu để bù lỗ cơ mà. Ở đây tôi đang đưa ra cái mức gọi là chủ doanh nghiệp mà ở đây vừa và nhỏ mà họ có đủ trí tuệ đấy để họ làm chủ doanh nghiệp thì họ thu nhập được khoảng 300 triệu một tháng. CEO cũng vậy, có đủ khung năng lực thì được 100 triệu một tháng trung bình. Và trưởng phòng thì được khoảng 50 triệu. Ví dụ như trưởng phòng của ngành bất động sản mà của những cái công ty lớn, công ty nó cũng đỡ lớn vừa vừa thôi nhưng mà họ làm giỏi thì họ cũng được khoảng 50 triệu một tháng. Trưởng nhóm thì được khoảng 20 triệu và nhân viên thì bình quân chỉ được 10 triệu thôi. Đấy, thế thì tôi tính cái mức chi phí bình quân trên tháng. Đối với chủ doanh nghiệp thì họ mất khoảng 30 triệu, tiêu bình quân khoảng 30 triệu trên tháng. Anh giám đốc doanh nghiệp thì tiêu khoảng 20 triệu, anh trưởng phòng tiêu khoảng 20 triệu. Anh trưởng nhóm tiêu mất khoảng 15 triệu, tức là làm ít thì phải tiêu ít đi chứ. Và anh nhân viên thì chỉ được tiêu 6 triệu thôi. Tức là chỉ nhìn thấy chúng nó hốc ngon là mình chỉ có chảy nước rãi ra thôi chứ không được hốc ngửi thôi. Đấy, thì là được 6 triệu. Tiêu mất 6 triệu. Vậy thì số tiền tích lũy hàng tháng ở đây, chúng ta lấy cái thu nhập, chúng ta trừ đi cái chi phí thì đây là còn số tiền tích lũy được. Vậy thì mỗi tháng chúng ta tích lũy được 270 triệu. Dưới này là nhân viên thì tích lũy được 4 triệu. Và ước mơ tài chính thì cần có 10 tỷ. Cần có 10 tỷ. Vậy thì rõ ràng là chúng ta lấy cái ước mơ tài chính này chia cho số tiền tích lũy hàng tháng thì chỗ này chúng ta mất 37 tháng. Chỗ này mất 125 tháng. Ở vị trí trưởng phòng mất 333 tháng. Vị trí trưởng nhóm mất 2.000 tháng. Và vị trí nhân viên mất 2.500 tháng. Và như vậy là số năm để đạt được con số 10 tỷ này thì chủ doanh nghiệp nó mất 3 năm. Còn đối vị trí nhân viên là mất 208 năm. Trời ơi, 208 năm ông ơi. Thế mà bảo 10 tỷ có khi lại chê nó bé. Vậy thì cái người mà khôn ngoan ấy thì các bạn mới nhìn thấy là cái kịch bản thấy ngay là nếu anh nào mà làm trưởng phòng thì thường mất 28 năm thì mới xây được cái nhà cho bố mẹ, mới xây được cái nhà cho mình. Tức là 28 năm có nghĩa gọi cho tốt nghiệp đại học là 22 tuổi, tức là đến 50 tuổi với tạm thời xong được vòng vật chất. Mà ở vị trí trưởng phòng giỏi đấy nhá. Còn nhân viên giỏi là có khả năng vẫn mất 200 năm. Đấy. Còn vị trí chủ doanh nghiệp giỏi có khi một năm họ đã hoàn thành. Vậy thì mục tiêu để chúng ta sống với đúng ước mơ này này, thì chúng ta phải làm đúng vị trí. Và tôi chỉ tổng kết với bạn rằng là gì? Sau khi bạn xây xong ước mơ, thì bạn muốn sống đúng cái ước mơ tài chính này, thì bạn phải làm được đúng vị trí ở trong doanh nghiệp. Còn nếu mà bạn xây ước mơ lên mà bạn chỉ là thằng nhân viên mà bạn cứ ước mơ tài chính như thế này thì đấy là câu chuyện hão huyền. Bạn là gì ạ? Trưởng nhóm mà bạn cứ đòi ước mơ là có 10 tỷ thì đó là câu chuyện của hão huyền. Vậy cách của người ta đi như thế nào? Cách của người giàu ấy là đi như thế nào? Như tôi mà khi bắt đầu ra trường tôi cũng phải làm nhân viên, tôi cũng phải làm trưởng nhóm, cũng phải làm trưởng phòng. Nhưng mà bài toán ở đây tôi không tập trung vào kiếm tiền, tôi không tập trung vào cái thu nhập này. Họ chỉ cần cho tôi làm trưởng phòng thôi, không cần trả lương tôi 50 triệu.
trả 20 triệu cũng được, tôi làm. Tôi làm để làm gì ạ? Tôi tích lũy kinh nghiệm, tôi học hỏi, để tôi chuẩn bị lên tầng cao cơ mà. Cho nên giai đoạn này không phải vì tiền mà làm, mà giai đoạn này mà gì ạ? Vì được làm việc, được trải nghiệm, được học hỏi để lên vị trí cao hơn. Vì vậy mà tôi nhận, chứ không phải vì mức lương mà tôi làm. Bởi vì ngay kể cả trả lương tôi 30 triệu, thậm chí 50 triệu ở vị trí trưởng phòng đi, thì 28 năm sau tôi mới có 10 tỷ. Vậy không phải là tôi lên vị trí này là vì lương 50 triệu, mà tôi lên vị trí trưởng phòng để tôi làm bệ phóng lên vị trí trên. Cho nên kẻ khôn ngoan trong đi làm việc là lúc mình làm nhân viên hay trưởng nhóm hay trưởng phòng, không vì tiền, mà vì cái gì ạ? Vì được cơ hội làm việc và học hỏi để bước lên một đỉnh cao mới. Và sai lầm lớn nhất của những cái bạn trẻ ở Việt Nam đi làm là mở mắt ra đi làm một phát là chỉ nghĩ đến mức độ là mặc cả về mấy cái đồng lương. Bạn làm sao bạn giàu được nhờ mấy cái đồng lương rẻ rách này? 200 năm à? Tôi lấy ví dụ bạn có mặc cả với cuộc đời với người ta là mức lương tăng lên 12 triệu đi, con gái điền cho thầy, thì mất bao nhiêu năm? Mất 60 năm. Đây là gì? Điền 20 triệu đấy, điền 12 triệu cơ mà. Nếu làm nhân viên giỏi 139 năm. Thế thì tại sao tôi mặc cả 2 triệu làm gì? 8 triệu cũng được, điền vào đây 8 triệu. Cứ cố lên 8 triệu, lên 10 triệu, lên 12 triệu. Đấy là một cái sai lầm cực kỳ lớn của các bạn trẻ Việt Nam khi đi làm. 8 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, 12 triệu cũng được, thậm chí 15 triệu được, thậm chí 4 triệu cũng được. Đủ ăn là được. Cứ đủ ăn là được. Vì tôi muốn là gì ạ? Tôi muốn ở vị trí này chứ không phải tôi làm ở đây. Mà đã muốn được làm thì phải hy sinh bản thân. Anh ơi cho em làm được, em không cần lương cao, anh chỉ cần cho em cơ hội lên trưởng phòng. Em không cần anh trả lương như trưởng phòng cũng được, lương nhân viên cũng được. Vì cái mà em cần là gì? Em muốn lên cái tầng cao hơn, chứ không phải cái mà em cần là mấy cái đồng bạc lẻ mà anh trả cho em hàng tháng. Tất cả những kẻ tham đều là kẻ nghèo. Vậy những người họ lên vị trí mới mà họ không cần điêu lương, tức là họ không cần phải gì ạ? Thảo luận là tăng lương lên bao nhiêu triệu, người đấy là người có chí lớn. Còn những kẻ mà cứ lên một phát, anh ơi em lên được mấy triệu, anh ơi mấy triệu, mùa quýt con mới đạt được mục tiêu. Nhá. Vậy tóm lại, thông qua cái bảng phân bổ thời gian thực hiện ước mơ này này, mà bạn muốn 30 tuổi mà bạn đạt được 10 tỷ thì giai đoạn này bạn chỉ cần đủ ăn, và bạn phải đạt mục tiêu là 27 tuổi thì bạn đã phải neo lên vị trí giám đốc doanh nghiệp này rồi. À, lên vị trí mở được doanh nghiệp rồi. 25 tuổi đã phải làm được giám đốc doanh nghiệp rồi, tức là sau 3 năm đi làm. Vậy làm thế nào 3 năm đi làm mà đã mở được doanh nghiệp, đã là giám đốc doanh nghiệp rồi? Cái đó lại là một câu chuyện thì chúng ta phải nghiên cứu tiếp. Vậy đến đây tôi tổng kết với bạn rằng muốn sống đúng ước mơ về tài chính thì bạn phải làm gì ạ? Đúng vị trí, và chỉ có hai vị trí có thể đáp ứng được cái mong muốn ước mơ của bạn. Một là làm chủ doanh nghiệp, hai là làm giám đốc doanh nghiệp, hoặc mình là làm giám đốc doanh nghiệp nhưng đồng thời mình là chủ doanh nghiệp. Và chủ doanh nghiệp người ta gọi là chủ tịch hội đồng quản trị, còn giám đốc doanh nghiệp người ta gọi là CEO. Thì bạn vừa làm CEO, bạn vừa làm chủ doanh nghiệp thì bạn mới có cơ hội rút ngắn đến năm 30 tuổi bạn đạt được cái mục tiêu đó. Vậy tổng kết lại là hãy sống đúng ước mơ. Muốn sống đúng ước mơ thì phải làm đúng vị trí. Mà bây giờ muốn làm được vị trí giám đốc doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp thì mình cần phải trang bị kiến thức trí tuệ gì thì mình mới làm được. Chứ không phải là lại ngồi đấy là bắt đầu nghe thầy Tuấn bảo, xong bắt đầu học hết lớp 12, bắt đầu bảo bố mẹ cắm đất cắm nhà cho con đi, con mở doanh nghiệp để con làm đúng vị trí. Ở đấy là ngồi nhầm vị trí.
Chứ không phải làm đúng vị trí mà ngồi nhầm vị trí là công ty phá sản. Cho nên bạn bây giờ nhiệm vụ của bạn là bạn phải xác định làm đúng vị trí. Và tôi và bạn cùng thảo luận muốn làm được đúng vị trí đó thì chúng ta cần những khung năng lực gì để tránh tình trạng ngồi nhầm vị trí. Mời các bạn sang bài tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam là môi trường dành cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có khát vọng trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc trong tương lai. Tìm hiểu ngay để làm chủ ước mơ doanh nhân. Liên hệ website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn hoặc hotline 1800 577 7722. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577 7722, nhánh 1, 2.